Xin chào tất cả các anh chị em, chúng ta gặp nhau trong chương trình Quang Thùng Đội Cô Cầu Diễn và tuần này thì đương nhiên chúng ta sẽ phải chia sẻ về đội tuyển bóng đá Việt Nam, đội bóng mà vừa mới trải qua loạt FIFA Day trong tháng 10 với cả 3 trận toàn thua không khi được bàn thắng nào và trận đấu cuối cùng là một trận thua rất là nặng, rất rất đậm trước đội tuyển Hàn Quốc với tỷ số 0-6. Đó là những kết quả mà chắc chắn chúng ta không mong muốn, đó là kết quả mà khiến chúng ta buồn thậm chí với rất nhiều người là một sự bức xúc, bực bội và số đông đó phải nói là số đông và, và lúc này đang rất muốn tìm ra một cái nguyên nhân cũng như tìm ra một cái 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 chỗ để để gọi là chỉ trích về để phê phán tôi nghĩ rằng đó là một cái phản ứng thông thường và chỉ trích, phê phán vào lúc này rất dễ huấn luyện viên trưởng đương nhiên là người phải chịu trách nhiệm cao nhất đương nhiên vào lúc này ông Philip Tuzier đang phải ở trong một cái một cái áp lực phải thường nói là cực kỳ lớn ban huấn luyện cũng vậy phần nào đó nữa cũng là sẽ là các cầu thủ nhưng chúng ta cũng phải có một cái cái cách nhìn làm thế nào đó để mà có thể chỉ ra cho nó chính xác hơn gần hơn cái nguyên nhân và chúng ta cũng phải nhìn rõ hơn cái tính thời điểm nói gì thì nói sáu trận đấu đã qua của đội tuyển Việt Nam dưới thầy của huấn luyện viên thì có 3 trận đầu là trận thắng sau đó là 3 trận thua gần đây thì đó vẫn chỉ là những trận đấu sau hữu đó chưa phải là những trận đấu chính thức à, ai đó có thể có cách nói rằng là hữu giao hữu thì giao hữu như đã tập thì đã tập thì chúng ta cũng phải đá đá nó, cho nó có chất lượng đấy là điều đấy là một cái nhận xét hoàn toàn có cơ sở à, tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thấy một điều rằng là khi chúng ta chưa đá những trận đấu chính thức khi chúng ta đang thay đổi cái chiến lý chơi khi chúng ta đang đi tìm tòi những cái bộ khung mới, những con người mới đặc biệt là tìm từ những cầu thủ trẻ để phát hiện ra nhân tố mới nhằm thay thế hoặc là bổ sung cho một cái lực lượng ở ở, ở lứa trên khi mà những cầu thủ ở lứa trên đã có những dấu hiệu của sự chững lại nếu như không muốn nói là xa sút về mặt là, là phong độ. Đó là một cái quá trình không hề dễ một chút nào cả. Và khi chúng ta nhìn lại 5 năm trước đó với rất nhiều những thành công của bóng đá việt nam dưới thời huấn luyện viên park hang seo thì chúng ta cũng hiểu được rằng là chúng ta cũng có những cái ngưỡng ví dụ cái ngưỡng ở, ở vòng loại thứ ba của một kỳ world cup chúng ta thắng được một trận ở một thời điểm thôi trước đội tuyển trung quốc thắng ở một trận trong một thời điểm mà đối phương cũng không mạnh mà chúng ta tập trung tốt chúng ta phát huy được không có nghĩa là chúng ta đã thay đổi được đẳng cấp chúng ta hòa được một trận trước nhật bản trên sân của đối phương ở một cái điều thời điểm mà đối phương cũng không còn gọi là phải quá thiết tha cần phải có một cái kết quả thắng nhất là những trận thắng có cách biệt lớn ừ, nói như vậy thì không phải là cái phủ nhận những cái nỗ lực và những cái thành công mà chúng ta đã có ở trong giai đoạn đó nhưng chúng ta cũng biết được rằng là đó chưa phải là những cái cái, cái, cái kết quả để khẳng định rằng là chúng ta đã đến một cái tầm cao mới đúng không ạ và có một chi tiết mà chúng ta vừa đề cập ở trên rồi thì lứa cầu thủ đó đến ngày hôm nay họ đang ở đâu họ như thế nào họ có còn là những con người mà uh, luôn luôn duy trì được một cái tiêu chuẩn luôn luôn duy trì một một cái chất lượng hay không đấy là đấy là một vấn đề uh, vấn đề thứ hai là vấn đề mà chúng ta đã bàn trong những ngày qua và đương nhiên có rất nhiều người có những ý kiến đó là câu chuyện mà chúng ta có cần phải thay đổi triết lý hay không bởi vì những năm trước chúng ta chơi với phong cách mà viên park hang seo mong muốn đó là lối chơi uh, gọi là chặt chẽ Uh, kiểm kiểm soát cái khu vực phòng ngự của chúng ta một cách gọi là là, là 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 quyết liệt nhất, hợp lý nhất để chúng ta ngăn chặn cái khả năng phát huy của đối phương. Uh, trước khi chúng ta chờ đợi một cái thời cơ. Và đấy là một cách lựa chọn phù hợp trong cái giai đoạn mà chúng ta cần gây dựng cái sự tự tin. Lấy lại cái niềm tin rằng là chúng ta có thể chơi được. Còn khi mà chúng ta đã đi đến cái ngưỡng mà chúng ta không thể vượt qua được Thái Lan ở khu vực IPEC Cup, khu vực Đông Nam Á trong những cái giải đấu khu vực liên tiếp, rồi chúng ta không thể gọi là có được nhiều cái 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 kết quả tích cực ở cái vòng loại thứ ba của một kỳ world cup, thì chúng ta phải nghĩ đến việc rằng là đó có còn phải là một cái lối chơi phù hợp với chúng ta hay không? Nếu như chúng ta muốn thực sự đăng cấp và cái sự lựa chọn mà huấn luyện viên Chê đem đến cho đội tuyển bóng đá việt nam vào thời điểm này thì nó có những cái hơi hướng của sự gọi là cấp tiến, hơi hướng của cái xu thế và chúng ta, tôi nghĩ rằng là nó sẽ là một cái 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 đường đi nó nó tất yếu thôi. Thế còn cái thời điểm thực hiện thì đấy, nhưng chúng ta đã thấy đấy gọi là chất lượng con người của chúng ta nó đang ở trong giai đoạn mà cái lứa nó cái sự sự đồng đều nó bắt đầu có có những cái sự gọi là 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 là, là, là biến chuyển, nó mang những cái màu sắc không uh, thật sự là là tích cực. Uh, lứa sau thì uh, đang lên nhưng mà lên nó chưa thật sự là mạch lạc, chưa thật rõ ràng, nó chưa thật đều. thì chúng ta cần phải có một chút thời gian, có một chút gọi là gọi là điều kiện để mà ghép nối, để mà chỉnh sửa. còn tất nhiên trong cái kết quả của đội tuyển dù thắng hay thua, dù như thế nào nữa thì cái màn trình diễn đấy, cái kết quả đấy thì nó vẫn có những cái dấu ấn, có những cái sự gọi là trách nhiệm nhất định của huấn luyện viên. Và bên cạnh cái câu chuyện trách nhiệm này thì chúng ta hiểu được rằng là họ tức là huấn luyện viên Tuzier cùng với ban huấn luyện thì phải có những cái mục tiêu có những cái ý định nhất định cho cái quá trình chuẩn bị để hướng tới những trận đấu chính thức. Cái mục tiêu nó nó là gì? Đầu tiên là tìm kiếm những con người lắp ghép đội hình thử nghiệm cái 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 triết lý đấy chuyển hóa từ những cái buổi tập sang những cái trận đấu với cấp độ nâng dần lên ở ba trận đấu đầu tiên chúng ta chơi với những đội đối thủ là dưới tầm chúng ta rồi gần gần ngang tầm chúng ta và sau đó là những đội nhìn hơn chúng ta một chút nói với đội tuyển trung quốc chúng ta đã thắng họ cái đây hai năm nhưng không thể nói là chúng ta mạnh hơn họ và thực tế là ở trận đấu vừa rồi thì chúng ta chơi với một cái thế trận nói chung là có những thời điểm chúng ta kiểm soát tốt chơi tốt nhìn hơn đối phương rất là nhiều nhưng cuối cùng chúng ta không ghi được bàn thắng à, và chúng ta đã thua với cách biệt hai bàn thì nó nói lên một điều rằng là à, chúng ta chưa hơn được họ Đúng và chúng ta sẽ lấy cái bài học đấy lấy những cái kinh nghiệm đấy để chúng ta có thể sẽ còn cải thiện ở trong trong tương lai gần à, với đội tuyển uzbekistan trận đấu tập đấy tôi cho rằng đấy là một trận đấu mà nó nó có lý do khi mà uh, đội bóng của chúng ta gần như không tấn công một cái đường nào nó thực sự mạch lạc gần như không có luôn à, và không có bất cứ một cú sút nào có vẻ như đấy là trận đấu tập nội bộ đóng cửa không không có dấu hiệu truyền thông để làm gì đã để thay nhiều người đưa nhiều cầu thủ trẻ hơn vào tiếp cho họ một cái niềm tin rằng là họ có thể được chơi à, họ có thể chơi được à, cọ sát nhiều đi và chuẩn bị một cái phương án và phòng ngự nó, nó 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 tốt nhất có thể với những con người với cái với cái triết lý của thời điểm hiện tại để hướng tới trận đấu cuối cùng của 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 cái đợt FIFA đây đó là trận gặp Hàn Quốc và trên thực tế là ở trận đấu gặp Hàn Quốc thì chúng ta vẫn vẫn gặp phải những vấn đề nó 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 không mới uh, của cái giai đoạn này. Thứ nhất là dứt điểm của chúng ta rất yếu. Uh, chúng ta có những cú sút nhưng chúng ta không thể có được bàn thắng nào. Chúng ta không thể tạo ra được một cái pha bóng nào thật sự là thật sự là là là, là 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 hoàn thiện cả. Bởi vì là dàn trận tốt, phối hợp tốt, có cả những cú sút tốt nhưng cuối cùng vẫn không bàn thắng. Thì rõ ràng chúng ta là chưa thể có sự hoàn thiện. Đáng lẽ ra chúng ta có thể có một hai bàn thắng và khi có một hai bàn thắng đấy thì uh, mọi chuyện có thể nó đã khác đi còn nói thật chứ anh em chị em nghĩ thế nào chứ tôi nghĩ rằng là vào lúc này bảo rằng chúng ta không phải là tự tin chơi song phẳng là có nhưng mà chúng ta dám nói đến cái việc mà chúng ta sẽ uh, sẽ có được một kết quả cực tốt trước đội tuyển Hàn Quốc với đầy đủ binh hùng tướng mạnh thì tôi nghĩ là nó là hơi 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 ảo tưởng về sức mạnh của chúng ta chúng ta chơi tốt nó không có nghĩa là chúng ta sẽ đạt được một kết quả tốt và cái việc mà chúng ta thua đậm thì đấy là một cái điều nó đáng tiếc nhưng nó phản ánh đúng cái 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 chất lượng cái khoảng cách về mặt đẳng cấp giữa hai đội bên kia toàn những cầu thủ tiêu chuẩn nhất của họ những người đang chơi ở bayern munich ở paris saint germain ở tottenham hotspur họ chơi một cách gọi là đầy quyết tâm với tốc độ cao với tiêu chuẩn của mình không hề có một cái sự nương chân nương tay gì ở đây cả đá gọi là, gọi là đến nơi đến trốn và ăn sáu quả thậm chí còn rất nhiều những cơ hội khác nữa chứng tỏ là họ rất là 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 tôn trọng chúng ta và họ chơi một cách sòng phẳng để làm gì là để đây là cũng là một cái trận đấu để họ họ ra soát lực lượng để họ hướng tới vòng loại world cup rồi họ cũng phải phải nghiêm túc đúng không và những ngôi sao lớn nhất của họ vẫn chơi một cách có thể nói là 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 là, là hết mình và đây chính là cái cơ hội để chúng ta được được cọ sát được tích lũy Thế thì thua nhiều và chuyện không tránh được Vấn đề là tôi nhìn thấy trong cái trận thua đấy Nó có dấu hiệu của một cái sự chuẩn bị Nói ở đoạn trước rồi Tức là trận Uzbekistan ấy là một trận đóng, đóng tập, đóng cửa Chúng ta tập trung nhiều những cái bài toán liên quan đến kết nối để để giữ khu vực phòng ngự Và ở trận đấu gặp đội tuyển Hàn Quốc ấy, Thì thực tế là chúng ta chơi với ý tưởng phòng ngự năm hậu vệ, bốn tiền vệ Và gần như chỉ có thể có một người hơi nhô lên một chút ở phía trên thôi Như thế có nghĩa là chúng ta vẫn cái triết lý này Nhưng khi mà chúng ta gặp phải đối tượng mạnh Ở thời điểm hiện tại Thì chúng ta vẫn không thể có cách tiếp cận nào khác Ngoài cái việc mà tập trung số đông về phần sân nhà Vấn đề ở chỗ là chúng ta Có thể bóng lên Và thậm chí trong trận đấu gặp Hàn Quốc là chúng ta có 3, 4 lần phát triển tốt Đều đặn có số lượng cầu thủ lên tham gia tương đối đông Và có những cú dứt điểm Đấy là những pha dứt điểm đáng tiếc đấy chứ đó là những cái, cái 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 gọi là cơ hội được rồi và như thế có nghĩa là uh, cái 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 ý tưởng chơi của chúng ta nó nó đang dần thành hình uh, và với những cái tích lũy kinh nghiệm như thế này thì sau một cái quá trình uh, chuẩn bị thì chúng ta hoàn toàn có thể có được đã đủ được những cái trải nghiệm để chúng ta dám đương đầu uh, và chúng ta sẽ có được những cái 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 cách thể hiện nó mang nhiều cái màu sắc tích cực hơn và qua đó thì đương nhiên kết kết quả chúng ta cũng có thể hy vọng rằng nó sẽ thay đổi còn nếu mà cứ đá xong những cái trận đấu tập rồi xong hoặc là qua một cái quá trình như thế này rồi xong anh em lại cứ bảo khẳng định rằng là nó sẽ lên thế này đến kia thì tôi nói rằng là cũng không ai không ai nói trước được à, nếu như cứ mượn một ông thầy đẳng cấp nào đó về và khẳng định là chúng ta sẽ đi world cấp ấy, thì chắc là bóng đá thế giới người ta sẽ làm được hết rồi đúng không ạ cứ lấy ông cái ông ấy về lấy ông a ông b gì đấy về thì sẽ đi được world cấp ấy thì tất cả đều đã làm ngay cái việc đó từ rất lâu rồi, làm trong rất nhiều năm trước và chắc là World Cup nó sẽ phải là một cái nơi mà nó phải có khoảng 100 đội chứ không phải là chỉ có 32 đội như trước đây và 48 đội như năm 2026 đâu. Và khi mà World Cup lên đến cái cấp độ 48 đội thì là suất ở châu Á là 8 suất rưỡi thì chúng ta muốn thì những đội bóng khác cũng muốn. Ngay bản thân ở khu vực Đông Nam Á này thôi thì đương nhiên Thái Lan, Indonesia Malaysia chẳng hạn thì cũng có một cái tham vọng như chúng ta và họ cũng có sự đầu tư họ cũng có sự mạnh dạn đấy như Thái Lan bây giờ ấy họ chấp nhận đi thua những trận đấu vỡ mày vỡ mặt như là đá ở Georgia rồi sau đó đi là Estonia tức là họ hướng đến cái việc đi tập huấn với những đối tượng mạnh hơn ở những cái châu lục nó nó gọi là có chất lượng cao hơn trên cơ sở là sắp xếp được lịch đúng không ạ để làm gì là để tìm kiếm cái sự va đập tìm kiếm cái sự tích lũy chứ nếu bây giờ mà chúng ta cứ co lại, đấy, chúng ta co lại và chúng ta gọi là sợ thua hoặc là đá chỉ vì gọi là một cái thành tích để báo cáo ấy thì bao giờ chúng ta có được cái một cái sự tích lũy và trong thể thao đặc biệt là trong đá này thì cái 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 kinh nghiệm thực chiến là một câu chuyện rất dài và đừng bao giờ gọi là, là 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 đem cái cái bài toán theo kiểu số học là gì là hôm trước chúng ta vừa mới chỉ thua họ uh, gọi là một hai quả sau bây giờ lại thành sáu quả suy nghĩ như vậy nó 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 hơi một chiều, nó có nó có một cái tâm lý rằng là trước đây chúng ta gần họ lắm nhưng bây giờ thì sao lại thu dài như thế này, nhưng chúng ta cũng đừng đem những cái câu chuyện đấy ra để mà mà xét đoán trong 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 toàn cục, chúng ta hãy cố gắng tìm kiếm những cái gì đấy nó 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 tích cực trong một cái giai đoạn và nó cái gì nó phải có thời điểm của nó và người ta đi lên, chúng ta đi lên chúng ta tiến bộ thì người ta cũng tiến bộ, thế nên là đây là một cái quá trình nó rất là nó rất là dài và không ai khẳng định được là chúng ta sẽ 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 dứt khoát thành công sẽ chắc chắn thành công sẽ phải đến được world cup chẳng ai khẳng định được cái điều đấy cả chúng ta đang 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 đến gần với một cái cơ hội và chúng ta hãy cố gắng là tích lũy đầu tư đầu tư cả về tiền bạc đầu tư cả về sức lực đầu tư cả về mặt thời gian để làm thế nào đó để cái cái ngày đó nó đến gần lại nó có thể không phải là sáu, nó cũng chưa chắc đã phải là 2030 bởi vì, vì đấy là một cả một câu chuyện của một của một một, một loạt những năm tháng và rất nhiều những thế hệ thế đâm ra là bây giờ mà lại bảo rằng là thế hệ của những em đang chơi những năm đang ở độ tuổi 95 96 của đội tuyển Việt Nam ấy là là là, là nòng cốt để giải quyết cho chúng ta bài toán của World Cup ấy thì họ sinh năm 95 đúng không? thì đến năm 2026 tức là họ giải quyết cái bài toán vòng loại, tức là họ đâu đó khoảng là tuổi 28, 29, 28, 29 ấy, thì ở thì gọi là tuổi bóng đá Việt Nam ấy, thì thường là bắt đầu có cái dấu hiệu của cái việc mà trứng lại và đi xuống rồi, đấy là quy luật. Số ít những người duy trì được phong độ cao thôi. Thế nên ra là lập tức người ta cần phải nghĩ đến chuyện là các em ở độ tuổi 22, 10, 21, 20 và chuẩn bị những các em 19 cho các các cái những năm tiếp theo nữa đây là chuyện hết sức là bình thường đúng không ạ Thực ra là khi mà chúng ta đã chuẩn bị như thế mà cái lứa sau vẫn đang ở trong một giai đoạn chúng ta tìm tòi chưa phát hiện được những nhân tố thực sự là là đột biến và chưa tìm được, được một cái lứa thì những cái kết quả như thế này ấy, là chuyện không thể tránh khỏi thế còn với một lần nữa với một cái câu chuyện mà mọi người vẫn cứ bàn đi vẫn lại rằng là chúng ta có chơi kiểm soát không hay là quay trở lại với thế trận phòng ngự thì như chúng tôi đã nói ở cái đoạn vừa rồi nó có một cái việc là thế này này khi đá với đối thủ mạnh thì kiểu gì rồi chúng ta cũng sẽ phải đá với số đông bên phần sân nhà uhm, nhìn đội tuyển Nhật Bản nhìn đội tuyển Hàn Quốc chơi với những đối thủ lớn ở châu Âu ở những cái gọi là giải lớn hay là những trận giao hữu gần đây thì chúng ta biết rằng là họ vẫn phải có một cái xu hướng nào đó chơi bên phần sân nhà nhiều những vấn đề khác biệt ấy, là cái khả năng tạo đột biến gia tăng tốc độ cường độ chơi ở những những cái, những cái những cái một cái phút những cái thời điểm mà họ lựa chọn. Ví dụ Nhật Bản có những cái trận ăn, ăn đội Đức ở World Cup cũng như là trận giao hữu gần đây ấy, thì họ chọn cái thời điểm đấy chứ. Đúng cái thời điểm đấy ở đâu đó khoảng phút thứ 35 40 gì đấy của các hiệp đấu hoặc là cũng có thể là đâu đó khoảng 10 5 10 phút đầu ấy, họ gia tốc rất nhanh đúng không? Ra rất nhanh hai ba đường hai ba đường gì đó lên phản công có bàn và thậm chí sau đấy lại làm tiếp một hai đợt nữa những cơ bản là họ thắng sớm thì đương nhiên họ sẽ có về để chơi phòng ngự để kiểm soát khu vực và nếu chưa thắng thì họ chọn thời điểm ở cái cuối các hiệp đấu thì có nghĩa là họ vẫn phải có cái nhường đất chứ không hoàn toàn chơi theo cái kiểu là chơi đôi công song phẳng ít rất ít khi họ làm những việc đấy mặc dù họ ở một cái tầm gọi là thể hình nhá rất là đẹp rồi sức chịu đựng ở mức độ rất là cao vâng tôi nói mình là cái yếu tố sức chịu đựng là vấn đề quan trọng chiều cao là cần thiết nhưng chiều cao chưa chắc đã đã phải là vấn đề lớn nhất đối với toàn bộ đội bóng mà vấn đề là sức chịu đựng chúng ta di chuyển với một cái con đường bao nhiêu tốc độ cao được bao nhiêu phần trăm chỗ đó và cái cường độ chơi của chúng ta ở mức độ cao nhất cực đại nó được bao nhiêu phút trong một hiệp đấu và trong cái cường độ chơi đấy, cái độ chính xác của chúng ta ở mức độ như thế nào, đúng không? đấy mới là những cái yếu tố cần thiết. còn đương nhiên tầm vóc, chiều cao, mét tám năm, mét chín càng tốt ở các cái vị trí quan trọng, ví dụ như là trung vệ, thủ môn, đúng không? trung phong càng tốt. nhưng vấn đề là phải là sức chịu đựng, phải là cái độ dày lên để mà có thể gọi là chơi được trong một cái một cái quãng thời gian dài với tốc độ cao và đảm bảo độ chính xác nữa. Đấy. Thì cho dù có những cái yếu tố như vậy rồi thì vẫn phải lựa chọn một cái giải pháp là là chọn thời điểm mà đá. Chứ những người châu Á tôi nghĩ rằng là là là, là chúng ta không 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 những người những người mà mà đã có những kết quả tốt như là Nhật Bản Hàn Quốc trong những năm vừa rồi thì họ cũng không, không dại gì mà lại cứ gọi là đâm đầu vào đá tức là cứ đá 50 50 với với những với đối thủ họ chọn cái thời điểm chứ và đấy là đúng pháp đấy và tôi nghĩ rằng là Việt Nam chúng ta ở một cái tầm người thì gọi là con đang nhỏ hơn một chút bé hơn một chút sức chịu đựng của chúng ta ở mức độ như vậy thì chúng ta cũng sẽ phải lựa chọn như vậy thôi thế nên ra là kiểm soát bóng không có nghĩa là chúng ta sẽ chơi tấn công toàn tuyến toàn thời gian kiểm soát bóng tức là chúng ta chủ động giữ quả bóng lại để làm thế nào đó chúng ta hạn chế được cái việc mà phải chạy đuổi theo đối phương để giành trái bóng đó cũng là một cái thứ lối chơi bị động và rất dễ gọi là khiến chúng ta hao mòn về mặt thể lực mà lại không kiểm soát được trận đấu ở đây là kiểm giữ được cái thế trận ấy, đúng không? Phòng ngự thì cũng phải là giữ thế trận đúng không? Chơi tấn công thì cũng là một cách phòng ngự nhưng bản chất là chơi nếu như chúng ta chơi chủ động thì chúng ta sẽ gọi là dễ phân bổ cái, cái 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 sức của chúng ta hơn là cái việc mà chúng ta cứ chạy theo đối thủ và nếu như chơi theo cái lối cũ thì cái với bóng đá hiện đại ngày hôm nay họ 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 tạo lực lớn như vậy thì cái cái, cái nguy cơ của chúng ta là thất bại nó cao hơn vậy thì nếu như chúng ta Uh, tiếp cận được cái xu thế của bóng đá hiện đại là chúng ta giữ trái bóng phát triển trái bóng từ phía dưới lên chúng ta sẽ chủ động hơn cái thời gian giữ quả bóng trong trong chân và chủ động hơn với cái cách mà chúng ta mong muốn để trận đấu diễn ra và như thế có nghĩa là chúng ta có cơ hội nhiều hơn để hướng tới một kết quả nó tích cực cái còn vận hành như thế thì nó cần phải có một cái gọi là sự đồng bộ từ tiêu chuẩn kỹ thuật từ cách thức di chuyển và vượt lên trên tất cả để đảm bảo những yếu tố đấy chúng ta phải có một nền tảng thể lực tốt thì những yếu tố đó với một cái tầm phát triển bóng đá của chúng ta vẫn đang ở một cái tầm thấp hơn so với nền tảng của thế giới thì đương nhiên là chúng ta sẽ gặp nhiều sai số hơn nhưng không có nghĩa là chúng ta không không làm được vấn đề là thời gian vấn đề là quá trình gọi là tích lũy nắm bắt hiểu biết về cái trò chơi này với một cái triết lý mới với một cái xu thế mới để làm cho nó để chúng ta thay đổi các đội bóng lớn của châu âu từ đội tuyển cho đến các câu lạc bộ thì họ cũng cũng phải mất một thời gian mà có phải đội nào cũng cũng, cũng hoàn thiện đâu mà trong cái lúc chơi đấy, thì nó vẫn có xuất hiện những sai số nhưng họ vẫn vẫn cần phải chơi như vậy chứ không có nghĩa là bây giờ cứ bí cái thì thôi thì bỏ khó rồi bỏ tôi nghĩ là cần phải có một cái sự kiên trì còn với cái triết lý đấy với cái, cái việc nâng tầm uh, sức chịu đựng của cầu thủ lên thì nó vẫn còn cả một cái câu chuyện dài nữa để khẳng định rằng là uh, chúng ta có thể thành công hay không và cái sự thành công đấy, cái con đường đi đấy nó có thể là một cái xu thế đúng nhưng nó còn đúng với cả những con người hiện tại của chúng ta không hay là nó nó không phù hợp, nó còn là cái vận, nó là cái duyên, nó còn đủ rất nhiều yếu tố khác nữa. thêm ra là chúng ta đừng có uh, vội vã kết luận bất cứ một điều gì vào thời điểm này. chúng ta buồn, chúng ta có những bức xúc nhưng chúng ta cũng cần phải có một cái cách nhìn khách quan và với tôi thì tôi nghĩ rằng là chúng ta vẫn còn có đủ thời gian để mà Uh, quan sát và đưa ra những nhận định ở góc độ chúng ta những người người xem, những người gọi là uh, ngồi tán chuyện bên ngoài. Còn với người trong cuộc, đương nhiên họ có những cái cái khó của họ, họ có những cái áp lực của họ và họ hãy để cho họ uh, thực hiện cái công việc của mình. Uh, trước tiên ý, thì chúng ta biết rằng là vào tháng 11 ý, chúng ta có vòng loại World Cup 2026 vòng loại thứ hai. Và khi đó thì chúng ta gặp những đối thủ là gì? Là cao nhất là Iraq, uh, gọi là vừa vừa là Indonesia và thấp hơn chúng ta một chút là Philippines. Thế thì với một cái bảng đấu như thế này thì cái cái mà mục tiêu của chúng ta nó có đạt được không? Tôi nghĩ rằng là có chứ.ít nhất là về mặt kết quả chúng ta hoàn toàn có thể gọi là đạt được cái kết quả đó và về tiêu chuẩn của chúng ta kinh nghiệm của chúng ta. Bởi vì bóng đá Indonesia là tạm gọi là gần gần bằng chúng ta nhưng lưới cầu thủ này của Indonesia là một lưới cầu thủ hay nhưng họ chưa họ chưa tích lũy đủ kinh nghiệm à, họ vẫn còn một cái gì đó nó hơi non cả về tuổi đời lẫn tuổi nghề. Thế nên chúng ta có quyền đặt niềm tin. Với Philippines chúng ta nhỉnh hơn rồi thì chúng ta có thể thu thập được một cái số điểm cần thiết, kết quả cần thiết để chúng ta đi tiếp. Với các trận đấu gặp đội tuyển Iraq thì với các đội bóng Tây Á thì chúng ta xét cho cùng chúng ta vẫn là đội bóng ở một tiêu chuẩn thấp hơn, chúng ta có thể phải chấp nhận những kết quả bất lợi nhưng nó vẫn có những cái cơ sở để chúng ta hướng tới một cái sự tích lũy nào đó về mặt thế trận rồi thậm chí là những bàn thắng những kết quả nó tích cực chẳng hạn vì với đá với tây á thì đôi khi nó nó có những cái tình huống nó xảy ra mà đôi khi tình huống đấy là tình huống xuất phát từ cái tâm lý chúng ta chơi nó rất là thoải mái khi gặp những đối thủ như này vấn đề quan trọng nhất là cái vòng loại thứ hai này nó là ở cái tâm của bóng đá việt nam chúng ta hoàn toàn có thể trở lại một lần nữa với vòng loại thứ ba khi đó chúng ta có đủ thời gian đủ sự tích lũy và lúc đó chúng ta sẽ gọi là quan sát và đưa ra được cái nhận định nó nó đầy đủ hơn chính xác hơn về thứ nhất về cái cái cái, cái lộ trình phát triển này của bóng đá Việt Nam với cái triết lý mới với những con người đang thực hiện là như thế nào thứ hai là cái vọng loại thứ ba đấy liệu chúng ta có thể có được sự thành công ngay ở cái World Cup 2026 hay không bởi vì như chúng ta đã nói rồi đâu có dễ đâu các đội khác người ta cũng muốn mà họ cũng cũng cũng, cũng gọi là phấn đấu chứ đâu phải chỉ có một mình chúng ta họ cũng đi lên chứ có phải đâu phải chỉ chúng ta đi lên đâu đúng không ạ thế nên ra là đấy là đấy là một cái câu chuyện mà thực sự mà nói là vào lúc này nói gì về đội tuyển nó cũng đều nó cũng đều có những cái 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 một cái cấn cá nhất định Bởi vì thua mà lại thua nó tương đối nặng như vậy thì chẳng ai mà gọi là nói nó 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 nó, nó cho nó, nó nó dễ cả nhưng mà một lần nữa tôi phải nói rằng là chỉ trích phê phán cực dễ nhưng hãy nhìn cố gắng nhìn đến những cái nét tích cực tôi nghĩ rằng là nhiều cầu thủ trẻ được chơi À, lối chơi nó gần dần dần nó đã gần định hình đấy. À, cái cảm giác gắn kết được khi đối mặt với những đối thủ lớn nó 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 bắt nó bắt đầu xuất hiện rồi thì tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái chị những cái chi tiết mà 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 chúng ta có thể lấy đó làm điểm tựa để chúng ta có thể tiếp tục xây dựng thế còn lối chơi đó Hãy để cho đội bóng có thời gian tôi tin rằng là mọi chuyện nó cũng sẽ tích cực lên và chúng ta tháng 11 mà chúng ta gặp những đối thủ nó nó cũng ở vừa tầm mà chúng ta sẽ lại đón nhận những cái thông tin nó tích cực thôi về mặt kết quả đã ít nhất là như thế ừ, khi đó thì là mọi người lại bảo kết quả tốt nhưng mà đá chưa ra gì có khi lại mọi người lại nói như thế <laughs> làm ra là bóng đá mà nói thế nào có khi cũng đúng Thực ra là đừng có chúng ta đừng có vội vàng à, à, buồn là điều không tránh khỏi nhưng uh, chúng ta cứ bình tĩnh thì chúng ta sẽ có thể có những cái tháng 11 nó sẽ kết quả nó tích cực hơn. Còn vào cuối tuần này thì giải bóng đá địch quốc gia V League mùa giải 2023 2024 sẽ khởi tranh. Đó là một phần quan trọng của đời sống bóng đá Việt Nam. Năm nay là năm đặc biệt khi mà chúng ta có một mùa giải 2023 À, kết thúc uh, sớm rồi sau đó là mùa giải uh, nối 2023 và 2024. Đây là một trong những cái hoạt động điều chỉnh mang tính gọi là uh, gọi là là, là là đồng bộ hóa các cái hoạt động của bóng đá trong nước với các cái hoạt động bóng đá quốc tế uh, và nó cũng sẽ là một cái một cái nỗ lực nhằm đem đến cái nguồn lực tốt nhất cho đội tuyển quốc gia. Và đấy ở câu chuyện này thì nó cũng có sự liên quan đến chất lượng thi đấu của đội tuyển giai đoạn vừa rồi là giải đấu quốc nội của chúng ta không không diễn ra các cái hoạt động uh, tập luyện thi đấu tích lũy của của các tuyển thủ ấy nó nó có một cái gì đấy nó 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 chưa thật sự là đồng bộ và khi mà giải vô địch quốc gia của chúng ta diễn ra uh, ở cuối tháng 10 và có khoảng bốn vòng đấu ấy thì tập trung đội tuyển trở lại vào tháng 11 ấy, thì tôi tin rằng lúc đó phong độ của các tuyển thủ cũng như là cái bức tranh của đội tuyển nó cũng sẽ tích cực lên đó. Uh, với mùa giải mới ở uh, V-League chúng ta nhận thấy là cái đời sống gọi là cái cái hoạt động chuyển nhượng thì nó cũng đã rất là tích cực à, những đội bóng lớn những đội bóng tham vọng hầu như đều đã có được những cái bản hợp đồng mà họ uh, chờ đợi uh, và vào lúc này thì cái cuộc đua ấy, uh, thì có lẽ nó vẫn sẽ nằm trong cái top của những đội uh, nhóm đầu như là uh, công an hà nội đội đương kim vô địch quốc gia này hà nội đội vô địch v-league nhiều nhất này uh, việt ten uh, đội có lực lượng nội binh uh, chuẩn bị có thể nói là đều đặn nhất trong 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 nhiều năm qua này. Phần đầu đó nhé phần đầu đó là là Bình Dương. đội đang cũng đang thể hiện được cái 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 tham vọng của mình. Nhưng Bình Dương vẫn sẽ là một cái dấu hỏi ở ngay ở cái mùa giải năm nay. Bên cạnh đó là đội Đông Á Thanh Hóa, một cái đội mà huấn luyện viên của họ đã, đã 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 thổi vào được một cái chất Ừ, mà có thể nói là biến một cái đội bóng ở tầm trung bình trung bình khá thôi lên một cái tầm cao hơn nhất là cái mùa giải 2023 vừa rồi họ có vị trí thứ tư chung cuộc ở V-League vô địch cúp quốc gia rồi gần đây nhất là họ vô địch cả siêu cúp quốc gia nữa thế thì đội bóng này hoàn toàn có thể tạo ra chúng ta một cái một cái màu sắc mới với một cái lối chơi đấy có cái xu hướng của, của của của, bóng đá hiện đại kiểm soát uh, chơi pressing uh, những nhưng kính chính trong cái mùa giải 2023 thì cũng đã lúc đã có lúc là cái lối đá mà thuần túy pressing của thuần túy chơi kiểm soát của uh, Villarreal Popov nó cũng đã khiến cho ông ấy phải trả giá rồi thế thì nó cũng sẽ cần phải có những điều chỉnh thế là chúng ta cũng đừng đừng có quá gọi là cực đoan khi nhận xét về một cái triết lý nào đó uh, thực tế của của bóng đá nó luôn luôn sẽ có những cái 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 sự thích nghi cái sự thay đổi nhất định uh, có những người rất là cực đoan uh, nhưng có những người thì cũng có cả cái sự cả cái sự thích nghi nữa thế nên là chúng ta cũng đừng có vội vã nhận xét, phán xét về về một ai đó hãy chờ để xem vẫn còn đủ thời gian để mà có thể gọi là chia sẻ và coi như là đưa về một cái nhận định cụ thể uh, về một cái con đường đi của một cá nhân hay một cái đội bóng nào đó uh, ở v-league năm nay thì sẽ uh, có công nghệ va uh, sẽ có tối thiểu 4 trận đấu được áp dụng công nghệ va cho một vòng đấu và đó sẽ là một cái tín hiệu có thể nói là rất là tích cực. Ờ dưới mùa giải 2023 thì đã áp dụng thử nghiệm va rồi. Mùa 2023, 2024 thì vẫn trong lộ trình của FIFA cho phép chúng ta thử nghiệm à, công nghệ va à, và chúng ta thấy rằng là có va à, nó 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 vẫn tốt hơn. Đúng không ạ? Nó sẽ làm cho chúng ta đỡ ức chế hơn à, nhiều những cái phá bóng mà khó đối với các trọng tài thì nó, họ sẽ có thêm cái cái hậu thuẫn để mà đưa ra những quyết định quyết định bằng tính khách quan nhất sát nhất với thực tế đấy chính là điều mà chúng ta mong đợi cho dù va ở trên thế giới thì nó đã đã được áp dụng lâu và nó cũng vẫn còn có đầy dẫy những vấn đề nhưng mà không có nghĩa là chúng ta không tin tưởng vào nó vì nó vẫn là một cái bước tiến nó nó hợp gọi là thời thế và nó nó hợp với cả cái 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 cái, cái, điều kiện của cái môn thể thao này rõ ràng là nó có va thì nó, nó nó phải là tốt hơn các trọng tài cũng sẽ làm việc tốt hơn thôi ở mùa giải 2023 ngày 24 thì sẽ có một suất rưỡi phải xuống hạng ở như thế là cái, cái cuộc cạnh tranh nó cũng sẽ có những cái nét gọi là thú vị nhất định. Ờ, bây giờ chúng ta khoan nói về những đội uh, gọi là sẽ cạnh cạnh tranh cái nhóm dưới mà chúng ta hãy nói ở, ở nhóm trên thôi thì tôi nghĩ rằng là cái cuộc đua năm nay ấy, đấy mấy cái tên mà chúng chúng ta vừa điểm ra nó có thể sẽ đem cho chúng ta một cái một cái sức sống rất là, là 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 tích cực cho cuộc đua. À trong cuộc đua này nó còn có thể có thép xanh nam định nữa ở đội họ cũng có những cái động thái chuyển nhượng rất là tốt nhưng uh, vẫn cần phải có một 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 và hai vòng đấu để kiểm chứng xem là cái động thái chuyển nhượng của của đội bóng Thành Nam nó sẽ là như thế nào bởi vì đôi khi là là lực lượng đấy thì vấn đề chỗ là chuyển hóa thành lối chơi ấy. nó xây dựng thành triết lý lối chơi thành một cái một cái một cái, cái nền nếp nào đó trong trong cách đá của một đội bóng thì nó cũng 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 phải mất tương đối nhiều thời gian ấy chứ không phải là cứ 11 con người hay là dân là thành một đội bóng giỏi đâu. Thế chúng hãy phải chờ xem một chút. Uh, còn uh, trước vô địch nó sẽ là một câu chuyện nó không hề không hề nhẹ nhàng trong cái cuộc đua như thế này. Đội bóng nào cũng có những cái 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 thế của mình. Và năm nay thì 26 vòng đấu sẽ là trở lại chứ không phải là 20 vòng đấu như ở cái mùa giải nối 2023 vừa rồi nữa. À, có nghĩa là các đội sẽ đá lượt đi lượt về à, Hai trận. 13 vòng lượt đi 13 vòng lượt về và đó sẽ là một cái một cái mùa bóng mà nó có cái dấu hiệu của sự hoàn thiện à, và tôi vẫn luôn luôn trông chờ vào những cái những cái nét tích cực từ giải bóng đá quốc gia của chúng ta đó là vẫn là một cái một cái sức sống của một nền bóng đá bên cạnh chất lượng của đội tuyển quốc gia hai cái vấn đề này nó luôn luôn có một cái sự bù trừ hỗ trợ cho nhau một cách hết sức là mật thiết và tôi kỳ vọng là ở cái mùa giải 2023 2024 này thì rất nhiều những đội bóng sẽ tăng cường tích cực sử dụng cầu thủ trẻ những người ở độ đó độ tuổi dưới 23 được nhiều cơ hội ra sân hơn chơi nhiều hơn và qua đó thì chúng ta cũng sẽ góp phần tạo ra một cái cuộc cạnh tranh, một cái bức tranh mới, một cái tầm nhìn mới về khả năng phát triển, khả năng gọi là thể hiện cái năng lực của rất nhiều những cầu thủ khác giúp cho bóng đá Việt Nam ở cái cấp các cái cấp độ đội tuyển ấy, có thêm nhiều cái sự lựa chọn, có thêm nhiều cái phương án. Chúng ta không đóng cửa với bất cứ một ai và chúng ta có cái điều kiện để phát triển lên với rất nhiều những cái giải pháp khác nhau. Huấn luyện viên thì đương nhiên họ vẫn có sẽ là con người, họ vẫn sẽ có những cái 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 sự yêu thích hay là không thích một cái gì nào đó. Thế nhưng mà dù sao nữa nếu như có nhiều sự lựa chọn thì chắc chắn họ cũng sẽ có một cái tầm nhìn nó nó khác đi và biết đâu đấy trong rất nhiều những cái bó đuốc thì chúng ta sẽ vớ được những cái con ếch nó thực sự là, là 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 có tiêu chuẩn, có có chất lượng đúng không? Là làm thế nào đó để cái đời sống của Việt Nam nó màu sắc hơn, nó tích cực hơn thì các đội tuyển của chúng ta khi cạnh tranh ở những đấu trường lớn chúng ta cũng sẽ có được những kết quả tốt đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ trong chương trình này xin chào và hẹn gặp lại